Ở Quýt TV xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 15 tháng 11. Hôm nay là ngày gì? Ngày 15 tháng 11 là ngày tái chế ở Hoa Kỳ. Ngày hôm nay cũng là ngày lễ hội Shichi-go-san ở Nhật Bản. Ngày sinh của ai? Ngày 15 tháng 11 năm 986 là ngày sinh của Lê Long Đỉnh, vị hoàng đế cuối cùng của nhà Tiền Lê Việt Nam. Vào ngày này năm 1923 là ngày sinh của nhạc sĩ Văn Cao. Ông là tác giả của bài Tiến quân ca, quốc ca chính thức của nước Việt Nam. Ông là một trong ba nhạc sĩ nổi bật nhất của nền âm nhạc hiện đại Việt Nam thế kỷ 20, cùng với Phạm Duy và Trịnh Công Sơn. Cầu thủ bóng đá người Argentina Paulo Dybala, anh sinh ngày 15 tháng 11 năm 1993. Cũng vào ngày này năm 1995 là ngày sinh của Carl Anthony Towns, cầu thủ bóng rổ người Mỹ gốc Dominica. Ngày mất của ai? Vào ngày 15 tháng 11 năm 1210 là ngày mất của Lý Cao Tông, vị hoàng đế thứ 7 của nhà Lý Việt Nam. Ngày 15 tháng 11 năm 1998 cũng là ngày mất của nhạc sĩ tiền chiến Việt Nam Lê Yên. Ông là tác giả của những ca khúc như Bẻ Bàn, Xuân Nghệ Sĩ Hành Khúc, Ngựa Phi Đường Xa. Nhạc sĩ Mùa Thu Hà Nội, Đoàn Chuẩn, ông cũng qua đời vào ngày 15 tháng 11 năm 2001. Ông là nhạc sĩ có số lượng sáng tác ít ỏi nhưng đều trở thành những giai điệu thuộc nằm lòng của nhiều thế hệ. Bài hát nổi tiếng của ông như Chuyển Bến, Gửi Gió Cho Mai Ngàn Bay, Gửi Người Em Gái, Lá Đổ Muôn Chiều. Vào ngày này năm 2003 là ngày mất của Larry Page, năm doanh nhân người Mỹ, ông đồng sáng lập Lowe's Corporation. Năm ca sĩ, rapper người Mỹ, Lil Peep, anh cũng mất vào ngày 15 tháng 11 năm 2017. Sự kiện: ngày 15 tháng 11 năm 1370, cung định vương Trần Phủ lên ngôi, tức vua Trần Nghệ Tông. Ông là hoàng đế thứ 9 của nhà Trần. Vào ngày này năm 1920, Hội Quốc Liên, tiền thân của Liên Hợp Quốc, họp lần đầu tiên tại Geneva, Thụy Sĩ với sự góp mặt của 41 quốc gia thành viên sáng lập. Ngày 15 tháng 11 năm 2005, không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại. Cũng vào ngày này năm 2006, kênh tin tức truyền hình Al Jazeera English ra mắt trên toàn thế giới. Ngày 15 tháng 11 năm 2013 là ngày Sony phát hành máy chơi game PlayStation 4. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào chương trình kỳ sau.